xin phép con giới thiệu với chú Tư, con là Chánh. Tôi sinh năm 51 à. Tôi 60 rồi. Gia đình chú là bao nhiêu người con? 3 người con, là 2 người ông bà. 2 người nữa là tổng cộng là 5 người. Dạ. Tình hình sức khỏe của chú Thiếm có ổn không? Không có ổn đâu, tôi bệnh hoài đó chú ơi. Bệnh rồi không thấy đường nữa. Dạ, con cũng thấy mẹ rất là khó khăn đi lại. Mẹ thì đi đâu cũng phải có hai anh em dắt tay đi. Con thấy ba mẹ con thì con rất là bất lực. Nên hồi con học thiếu nợ thiếu này nó tôi cũng hơi buồn đó đó. Hết thảy là 30 triệu thiếu về nước đó. Nhà này lâu rồi, ồ mưa gió nó dột lâu rồi này, gắn lục lá lý lá thứ ấy đó đó, lại che đỡ đừng cho dột cái nhiều. Mỗi ngày con đều ăn cơm với lau ruột. Tôi nói Nghĩa ơi, mẹ lo cho con không nổi đâu. Tiền dịp nó lấy mẹ cho con học, mẹ cho con nghỉ thì con nghỉ, con đi làm để gì có tiền cho hai đứa em đi học lại. Con cố gắng học giỏi để không phụ lòng ba mẹ. Con ước mơ con sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho ba mẹ con. Cô, ở đây ai bán trái cây vậy cô? Con bé lanh hết sức, nhỏ hay hết sức luôn. Không thấy con màu xanh. Hết con màu xanh rồi. Chạy mới được kìa. Ở miền Tây mình nấu chè là phải có nước cốt dừa đó mà. Để cái thau lên đây nấu bé Bi, để cái thau lên đây. Ngon. Chồng nấu nha gái. Ngon quá. Sao cô?